Xin chào, bánh kem hôm qua tôi đặt đã đưa đến chưa? Xin hỏi anh tên gì ạ? Tôi họ Dương. Xin chào, anh cần gì? Tôi muốn mua một chiếc bánh kem. Anh muốn mua bánh kem như thế nào? Tôi cũng không biết như thế nào thì được nữa. Bánh kem cho khu Đào Nguyên làm xong chưa? Làm xong rồi, Cherry đi. Bánh kem A Kiệt mang qua. Đến ngay đây. Tôi muốn loại kia. Cậu là ai? Nhân viên tìm bánh kem Patty. Đến giao bánh. Bà ơi, bánh kem bà đặt hả? Không có. Hôm qua có một anh họ Dương đặt qua điện thoại, bảo tôi hôm nay đem bánh kem đến nhà A05 khu Đào Nguyên mới. Bà ơi, người ta bảo là ông đặt qua điện thoại đấy. Để cậu ấy đem bánh vào đi. Cảm ơn cậu. Dì Du. Bà ơi, có chuyện gì sao ạ? Bánh kem đặt ở đâu rồi? Ở trên bàn ăn à? Ước đi. Quang Từ, sao anh lại tốt với em như thế? Em nói gì thế? Em là vợ anh mà. Hôm nay em làm sao vậy? Chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ nhé. Chúc bạn sinh nhật thật vui vẻ. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Chị Duyên, chị mau ước đi. Sắp thành bà già rồi, còn có tâm nguyện gì nữa chứ? Là tôi đây. Âu đội, nhà A05 tiểu khu Đào Nguyên sẽ ra án mạng. Cục trưởng báo anh nhanh chóng đến hiện trường. Tôi biết rồi. Âu đội, đây là nữ chủ nhân. Tôi tên là Diên Mai. Cô hỏi đi. Chị ngồi đi. Tôi muốn hỏi, mỗi năm chị đều đón sinh nhật như thế này sao? Tôi nói thật với cô, đã mười mấy năm tôi không đón sinh nhật rồi. Vậy tại sao năm nay lại tổ chức sinh nhật? Nửa năm trước, tôi nghe nói chồng tôi là Tô Tiểu Nhã có tư tình. Tôi liền bắt đầu đòi ly hôn. Sau đó được bạn bè khuyên giải, nên quan hệ của chúng tôi cũng dần dần dịu hơn. Chồng tôi muốn nhân sinh nhật tôi để cảm ơn mọi người. Vậy hôm nay những người ở đây đều là do chị mời đến sao? Trừ vợ chồng Thượng Tử Côn ra, cả Tô Tiểu Nhã, những người còn lại đều do tôi mời. Đến các bánh kem nào. Diên Mai, khách mời không phải là đến đủ rồi sao? Em còn mời ai nữa sao? Không có. Chị Dung, chị Diên, vừa nãy em đã nói với chị rồi, trái cherry này cho em nha. Sao em không hiểu chuyện gì hết vậy? Hôm nay là sinh nhật của chị Diên.
Trái cherry đẹp như thế này, đương nhiên phải để cho chị Duyên rồi. A Phi, anh ở xa như vậy còn nhớ đến sinh nhật của em. Quả cherry này đáng lẽ phải cho anh mới đúng. Ông bà chủ, khách mời đến đủ rồi. Mọi người không quen tôi à? Tôi tên là Tô Tiểu Nhã. Vậy chị có biết Tô Tiểu Nhã và chồng chị quen từ khi nào không? Theo như tôi biết thì 3 năm trước, chồng tôi đi nghỉ ở viện điều dưỡng ngoại ô phía Bắc. Cô ta là hộ lý cao cấp của chồng tôi. Tiểu Nhã, em đến làm gì thế? Em đến đón sinh nhật chị Duyên. Chị Duyên à, hôm nay em biết sinh nhật của chị, cũng không kịp chuẩn bị quà. Nếu chị không chê, em tặng chị chiếc nhẫn hoa mai này nha. Tôi không thèm thứ này của cô. Tiểu Nhã, em quá đáng rồi đó. Tô Tiểu Nhã làm sao biết được hôm nay là sinh nhật của chị? Có quỷ mới biết tại sao. Cô ta biết hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng nếu hôm nay cô ta không đến, có lẽ người chết sẽ là tôi. Bánh kem đẹp quá đi. Mọi người sao đứng ngơ ra vậy? Không ăn bánh kem sao? Để tôi chia bánh. Cảm ơn. Tôi muốn ăn quả cherry này. Chuyện gì thế? Á Phi, Duyên Mai, Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, Tô Tiểu Nhã hôm nay vừa mới vào nhà. Tôi đã nhìn ra cô ta đến kiếm chuyện rồi. Không ngờ cô ta lại đến chết thay. Đúng là báo ứng. Bánh kem mang đến lúc mấy giờ? Theo như người làm của họ nói là khoảng 10 giờ. Bây giờ mọi người hãy báo tới tạ cảnh quan tên tuổi, địa chỉ, phương thức liên lạc và cả số chứng minh thư. Mong mọi người phối hợp. Lão Tạ, có nguyên nhân chết chưa? Có rồi, ngộ độc cyanua. Bánh kem không có vấn đề. Tôi đoán quả cherry trên bánh kem có vấn đề. Đại mã, đội trưởng Âu, cậu mau đến tiệm bánh kem, hỏi người chủ và các thợ làm bánh, chủ yếu làm rõ quả cherry trên bánh là sao. Được rồi, đợi đã.
Làm phiền cậu đem theo mấy người lục các thùng rác bên trong khu, cả trạm xử lý rác khu này nữa. Hỏi thử, xem thử, rõ. Xem thử có mấy thứ giống như kim châm hay gì không. Được ạ. Đại mã. Đại mã, anh có cảm thấy hôm nay đội trưởng Âu có gì đó không đúng không? Cái gì cũng đúng chứ, sao cô chẳng nhìn ra? Bỏ đi, chắc do tôi nhạy cảm thôi. Tôi đi đây. Đó là phòng con gái tôi. Bây giờ cô ấy ở đâu? Nó với ông bà ngoại ở Anh. Sau khi bánh kem đưa tới, đến trước khi vị khách đầu tiên đến, chị đã làm những gì? Sao thế? Anh nghi ngờ tôi sao? Trước khi tìm ra hung thủ thật sự, tất cả những người có liên quan đều rất đáng nghi. Anh phải biết là hôm nay mọi người đều đón sinh nhật cùng tôi. Tôi sẽ không hạ độc chính mình đâu. Tôi nói anh biết, có người muốn hãm hại tôi. Ai muốn ám hại chị? Lưu Hồng. Lưu Hồng. Viên Mai. Đến khi nào thế? Sao không liên hệ mình với Á Phi? Mình vừa đến chưa được mấy ngày, có nhiều gì cần xử lý nên chưa liên hệ với các bạn. Lần này cậu đến làm gì thế? Lần này đến làm phẫu thuật tim cho chồng mình. Mình đang chuẩn bị mua đồ mang đến bệnh viện cho bác sĩ, thì gặp cậu nè. Đây là số nhà và số điện thoại của nhà mình. Nếu có gì cần giúp đỡ, nhất định phải tìm vợ chồng mình nhé. Chứ đừng có ngại nha. Cảm ơn. Đúng rồi. Hay là giờ cậu về cùng mình đi. Hôm nay sinh nhật mình, vừa hay rủ mấy người bạn đến chúc mừng. Mình quên mất, hôm nay đúng là sinh nhật của cậu. Viên Mai, bây giờ mình đi cùng cậu e là không thích hợp đâu. Nhưng hôm nay Á Phi vừa từ Hải Nam về, nếu cậu không đi mấy hôm nữa, không biết anh ấy lại bay đi đâu nữa. Vậy được rồi, mình về bệnh viện lo cho chồng một xíu, rồi bác sẽ đến. Mình trả tiền vé xe cho cậu. Bọn tôi là bạn thân hồi đại học, sau đó cùng yêu chồng tôi đến bây giờ. Sau khi tôi và chồng tôi kết hôn, cô ấy không ưa tôi rồi. Anh về rồi. Viên Mai. Á Phi. Dương tổng về rồi à? Lão Tần, sao giờ anh mới về thế? Ngồi đi. Em biết anh gặp ai ở ngoài cửa không? Ai thế? Khách sạn này em mời đến đấy. Lưu Hồng. Cô ấy đâu? Lưu Hồng, đừng đứng ngoài đấy nữa. Cô ấy là Lưu Hồng tôi gặp lúc sáng, cứ như hai người khác nhau. Cô ấy đến rồi chuẩn bị gì? 20 đã hơn 20 năm rồi. Không ngờ cô ấy vẫn trang điểm như thế. Lúc đó tôi chẳng còn tâm trạng đón sinh nhật nữa. Tôi rất hối hận. Sao lại mời cô ấy đến chứ? Sinh nhật vui vẻ. Sô-cô-la mà cậu thích ăn nhất đây. Cậu còn nhớ mình thích ăn sô-cô-la sao? Đúng thế. Mình còn nhớ rất nhiều chuyện nữa. Mọi người còn đứng ở đó làm gì? Cũng không giới thiệu với chúng tôi sao? Người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh kia là ai? Lưu Hồng, là bạn học của tôi và Viên Mai. Viên Mai, Lưu Hồng hôm nay là khách quý, đúng không? Đúng thế.
Tôi nhớ ra rồi. Năm đó sau khi Lưu Hồng biết tôi và Dương Á Phi quen nhau, từng uy hiếp tôi 10 năm sau gặp. Đội trưởng Âu, tôi vẫn nghĩ hôm nay tôi gặp Lưu Hồng ở siêu thị không phải là tình cờ đâu. Cô ấy cũng không phải đến khám bệnh cho chồng đâu. Cô ấy nhất định có mưu tính gì đó. Chắc là đến báo thù tôi. Mọi người đều đã thấy Tô Tiểu Nhã chết như thế nào. Qua điều tra bước ban đầu, Tô Tiểu Nhã ăn quả cherry trên bánh, trúng độc mà chết. Quả cherry này rất có khả năng chứa cyanua. Ai làm thế? Tại sao lại giết người? Có người muốn ám hại tôi. Ngoài ra, tôi có thể nói với mọi người, hung thủ nằm trong số người ở đây. Cái gì? Hung thủ trong số chúng tôi sao? Không thể nào, sao lại thế được? Người này là ai chứ? Cô nhìn tôi làm gì? Tôi không phải là hung thủ. Tôi có nói anh là hung thủ đâu. Giấu đầu lòi đuôi. Cô, được rồi, mọi người bình tĩnh đi. Trước khi tìm được hung thủ, mọi người tạm thời không được rời đi. Sau khi lấy khẩu cung, không được rời khỏi thành phố. Lúc nào cũng phải phối hợp với chúng tôi, vì để mọi người sớm được về nhà. Tôi hy vọng mọi người viết những gì xảy ra hôm nay cho chúng tôi. Ngoài ra tôi vẫn cần lấy vân tay của mọi người. Làm gì thế? Anh dựa vào đâu mà giam chúng tôi ở đây? Dựa vào đâu sao? Gương cao chính nghĩa là nhiệm vụ và nghĩa vụ của mọi người. Tôi hỏi anh, nếu người chết là con gái anh hoặc anh chị em của anh, anh có còn hỏi như thế này không? Dù gì thì tôi cũng không phải là hung thủ. Vậy anh nói xem ai là hung thủ? Nếu anh có thể mang chứng cứ ra, tôi sẽ thả mọi người ngay lập tức. Đội trưởng Âu, chị nói đi. Chị Du cũng phải giết sao? Trước khi tìm ra hung thủ, tất cả mọi người ở đây đều bị nghi ngờ, bao gồm cả chị Du. Chị Du không có trình độ văn hóa gì. Tôi giết giùm chị ấy. Được. Đại mã, có tin gì mới không? Đội trưởng Âu, bọn tôi tìm thấy hộp kim dùng một lần ở trạm xử lý rác ở gần khu đó. Kết quả hóa nghiệm cho thấy quả nhiên có cyanua. Theo công nhân ở đó nói, hộp kim đó khoảng 12 giờ trưa đến 6 giờ tối thì bị vứt vào thùng rác. Nói như vậy có thể loại trừ nghi ngờ cho tiệm bánh. Đúng vậy, hung thủ là một trong số những người tham gia buổi tiệc. Có lấy được dấu vết gì có giá trị từ ống kim không? Không có à? Cậu mau đem ống kim nói gì đây. Rõ. Xin chào Tà Pháp Y. Tôi muốn hỏi thử đã lấy trái cherry trong bụng nạn nhân ra chưa? Vừa mới lấy ra, kết quả hóa nghiệm cũng có rồi. Quả cherry tươi đó, quả nhiên có cyanua. Quả cherry tươi. Mất cherry đến rồi à? Anh chắc chắn đó không phải là mất chứ? Mấy ngày nay trên đường bán đầy cherry tươi, ai lại ăn mất chứ? Sao cậu lại hỏi chuyện này? Hôm nay tôi cũng đặt một chiếc bánh kem ở tiệm bánh này. Cherry ở tiệm đó toàn là mứt thôi. Ý cậu là trái cherry mà Tô Tiểu Nhã ăn là lý do hung thủ tráo đổi sao? Đúng vậy. Đây có thể là điểm sáng của vụ án này. Ừ.
Đội trưởng Âu, ông tìm mang gì chưa? Mang gì rồi? Uống nước đi. Cảm ơn cậu. Tôi nói này đội trưởng Âu, nhốt họ ở đây không thích hợp lắm thì phải. Tôi cũng đang xem xét vấn đề này. Chúng ta nhốt họ ở đây cũng không hợp pháp, nhưng thả họ ra thì phải đi đường vòng mới phá được vụ án này. Đúng là nực cười, sao tôi có thể giết cô ấy chứ? Những người ở đây đều là nghi phạm, nên Dương Á Phi hy vọng anh có thể phối hợp. Tiểu Hạch, sao thế? Đội trưởng Âu, anh ta không chịu giết, nên tôi hỏi anh ấy là tại sao không giết, rồi anh ta làm ầm lên với tôi. Dương Tổng, chúng tôi làm như vậy cũng là vì chứng minh sự trong sạch của anh. Nếu anh cứ nhất quyết không chịu giết, chúng tôi sẽ cho anh là có uổng khúc gì đó. Tôi chẳng có uổng khúc gì thì giết gì chứ. Đây là vé máy bay trở về từ Hồ Nam của tôi. Từ sân bay về nhà chưa tới 10 phút thì trong nhà có chuyện. Tôi còn nghi có người muốn ám hại tôi. Chúng ta lên lầu nói đi. Hôm nay khi tôi vừa xuống máy bay thì Tô Tiểu Nhã gọi điện cho tôi. Alo, Tiểu Nhã, sao gần đây anh không gọi điện cho em? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Đừng liên lạc với nhau nữa. Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Sau này anh sẽ giải thích với em được không? Không được. Bây giờ em muốn gặp anh, em muốn anh gặp em giải thích trực tiếp. Tiểu Nhã, em đừng có tùy hứng như vậy nữa. Hôm nay anh về đón sinh nhật cùng cô ấy, mấy hôm nữa chúng ta hãy gặp nhau được không? Em không làm được. Em cho anh biết Dương Á Phi, hôm nay em nhất định phải gặp được anh. Tiểu Nhã, em hiểu chuyện một chút đi được không? Em không hiểu chuyện đấy. Dương Tổng, anh hãy sợ vào lương tâm của mình mà tự hỏi đi. Những năm nay em đã đòi hỏi anh điều gì chưa? Được rồi Tiểu Nhã, trừ hôm nay, anh lúc nào cũng sẽ nghe em sắp xếp được chưa? Dương Á Phi, nếu hôm nay anh không gặp em thì em sẽ cho anh biết. Alo. Tô Tiểu Nhã là chết thay tôi đó. Tôi mong các anh trong quá trình phá án đừng lôi cô ấy vào. Tôi không muốn cô ấy chết rồi mà còn phải chịu tổn thương. Bây giờ anh hãy thành thật nói với tôi biết, ban đầu tại sao lại cưới Diên Mai? Diên Mai này có ý gì chứ? Có phải cô ấy nói chuyện của tôi và lưu hồng trong quá khứ cho các anh rồi không? Nói rồi. Cô ấy còn nói hôm nay là Lưu Hồng muốn ám hại cô ấy. Dương Tổng, anh đừng có vội. Anh nghe tôi nói này, cô ấy nói như vậy thì chúng tôi chưa chắc đã tin. Bây giờ thì người cũng đã chết rồi, nên lời nói của những người biết chuyện, cho dù là với mục đích gì, đều có ích cho việc phá án. Đương nhiên, cả những lời anh nói nữa. Tôi biết Diên Mai rất yêu quý tôi. Lúc đầu tôi cưới cô ấy không phải là vì chỉ vì thấy gia đình cô ấy có điều kiện, nhưng cô ấy lại xem tôi như là tài sản riêng dùng tiền để đổi lấy được. Cô ấy biến tình yêu của mình thành sự chiếm hữu. Hơn nữa còn hay kiếm chuyện, không ngừng đoán này đoán kia. Lâu dần tình cảm của tôi cũng dần nhạt đi. Sao muộn rồi em còn chưa ngủ? Một mình ngồi ở đây là gì? Em đang đợi anh đấy. Đợi anh làm gì chứ? Không phải anh gọi điện nói với em rồi sao? Hôm nay anh phải đi uống rượu với khách nên về trễ. Kêu em ngủ trước đi rồi mà. Căn phòng lớn thế này, em không ngủ một mình được. Chị Vũ đâu? Xem ra anh không còn đặt tâm trí vào cái nhà này nữa rồi.
Hôm qua không phải em nói với anh rồi sao? Chị Du về quê rồi, một tuần sau mới về. Xin lỗi, anh quên mất. Đợi đã. Đây là lý do anh quen Lý Tiểu Nhã sao? Có thể hiểu như vậy. Anh có yêu Tô Tiểu Nhã không? Xin chào. Tôi tên là Tống Tiểu Nhã, là hộ lý của anh. Hộ lý Châu đâu? Mấy ngày trước cô ấy bị chuyển công tác. Nếu anh không thích tôi làm hộ lý cho anh, viện có thể sắp xếp người khác cho anh. Tôi không có ý này. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Vậy mình đo huyết áp trước nha. Gần đây anh áp lực lắm phải không? Làm sao cô biết? Huyết áp không ổn định, anh nên nghỉ ngơi một thời gian. Alo. Có chuyện gì thế? Dương Tổng, tàu đi Mỹ của anh có vấn đề. Tân cảng muốn dời ngày phát hàng 10 ngày. Tôi nói này, cậu mau tìm Hứa Lan, kêu cô ấy nghĩ cách. Dù thế nào cũng phải cho phát hàng. Nếu sai sót thì tôi sẽ hỏi tội cậu. Cô nghe cả rồi. Tôi làm gì có thời gian nghỉ ngơi. Tôi thật không hiểu nổi những ông chủ lớn như các anh. Kiếm nhiều tiền thì có ích gì chứ. Tiểu Nhã là một cô gái hiểu chuyện. Tôi không nghi ngờ tình cảm của anh và Tô Tiểu Nhã. Nhưng tôi muốn biết tại sao cô ấy lại yêu anh. Lúc trước cô ấy nói với tôi, bố cô ấy mất sớm. Cô ấy thích những người đàn ông lớn tuổi. Anh có từng nghĩ chuyện ly hôn với Diên Mai rồi kết hôn với Tô Tiểu Nhã không? Chưa từng. Tại sao? Mọi người đều biết Tống Á Phi tôi có ngày hôm nay điều là gì cưới được người vợ như Diên Mai. Anh thở dài gì thế? Tiểu Nhã, anh luôn nói với em, tuy tình cảm của anh với cô ấy không được tốt, nhưng anh không thể ly hôn với cô ấy. Em hiểu. Trừ việc em muốn anh yêu em nhiều hơn như em yêu anh, thì em không quan tâm gì cả. Em thật sự không quan tâm sao? Em chỉ quan tâm anh thôi. Tiểu Nhã, anh sẽ tốt với em suốt đời. Tôi có lỗi với Tô Tiểu Nhã.
Nếu không phải vì tôi, cô ấy sẽ không đến nhà tôi. Như vậy có lẽ cô ấy đã không chết rồi. Đội trưởng Âu, các anh sẽ không xem vụ án này là giết người vì tình đâu nhỉ? Dương Tổng, anh có cao kiến gì sao? Anh nói chúng tôi nghe thử. Dương Tổng, anh tìm tôi. Lão Thượng, tài liệu kia anh xem đi. Sau khi xem xong thì giải thích cho tôi. Được. Dương Tổng, ý gì đây? KPI và tiền thưởng mà công ty sale lấy được khác với file mà anh làm, số tiền chênh lệch này đi đâu rồi? Tôi lấy. Sao anh lại lấy số tiền đó? Từ khi tôi đến Hoa Hải, tôi đã cực lực làm ở đây 20 năm, không có công lao cũng không có khổ lao chứ. Tại sao đến bây giờ tôi phải kiếm cơm nhờ vào lương cứng và lương thưởng chứ? Còn Hứa Lan kia thì sao? Vào Hoa Hải chưa được 5 năm, tại sao cô ấy lại được hưởng cổ phần và chia lợi nhuận chứ? Cô ấy có thể giúp công ty mở rộng thị trường sang nước ngoài. Cô ấy đem đến giá trị cả 100 vạn đô la cho công ty. Sợ là cô ta có giá trị trên giường với Dương Tổng thì đúng hơn. Lão Thượng, anh đừng có cho rằng anh cùng mấy vị bô lão cùng khởi nghiệp thì công ty không ai dám làm gì anh. Tôi nói anh biết, với chuyện làm giả sổ sách này của anh, tôi có thể đuổi anh ngay lập tức. Dương Tổng, tôi cũng nói cậu biết, cậu dám đạp đổ chén cơm của tôi, tôi sẽ đập nát đầu của cậu. Tên Hò Thượng kia làm vậy thật à? Sao anh ta lại không dám chứ? Anh ta ý là bô lão ở công ty quơ tay múa chân thôi. Tôi thấy chả có gì anh ta không dám làm cả, không gì không dám nói. Vậy anh nghĩ anh ta đến có sự chuẩn bị sao? Hôm nay lúc tôi về nhà, Viên Mai đã nói với tôi rồi, nhất định phải kìm anh ấy lại. Thường Tử Côn sao lại đến đây? Anh muốn đuổi anh ta có đúng không? Đúng vậy. Vậy hôm nay anh phải giữ cho anh ta bình tĩnh, đừng để anh ta kiếm chuyện. Được, em yên tâm đi. Lão Thượng, Dương Tổng, hôm nay chúng tôi... Sao hôm nay hai người lại đến nhà tôi vậy? Dương Tổng, tôi muốn nói với cậu chuyện tôi nghỉ hưu. Lão Thượng, hôm nay là sinh nhật của Viên Mai, ngày mai chúng ta đến công ty nói chuyện, được không? Á Phi, điện thoại của bối bối này. Tôi nghe điện thoại của con gái tôi một xíu. Chuyện của anh, chúng ta nói sau nha. Sau khi nghe điện thoại của con gái, Thường Tử Côn còn nói gì nữa không? Sau khi nghe điện thoại xong thì bắt đầu cắt bánh đón sinh nhật. Tiếp đó tôi Tiểu Nhã đến, sau đó là xảy ra chuyện. Đội trưởng Âu, bây giờ chúng ta có thể xem Thường Tử Côn là nghi phạm của vụ án, trực tiếp điều tra không? Những người có mặt ở đây, trừ vợ chồng lão Tần, là thuần đến tham gia sinh nhật.
Những người còn lại đều đáng nghi. Bản tin Viên Mai giết giùm dì Du chứng minh dì Du không có thời gian gây án. Bệnh viện cũng chứng minh chồng của Lưu Hồng quả thật có làm phẫu thuật tim. Nên tôi nghĩ có phải có thể loại trừ hiềm nghi với hai người này không? Chuyện Viên Mai chứng minh dì Du đến bệnh viện thăm người quen cần điều tra kỹ hơn. Lưu Hồng, Dương Á Phi, Viên Mai, ba người này có quan hệ tình cảm, nhưng không thể loại bỏ khả năng Lưu Hồng và Dương Á Phi thông đồng gây án. Tôi cảm thấy khả năng này rất bé. Tại sao? Hai người có phát hiện không? Dương Á Phi không phải thực sự đau lòng trước cái chết của Tô Tiểu Nhã. Nếu hắn đã nhớ Lưu Hồng thì nhiều lắm cũng chỉ xem đó là một phần ký ức. Dương Á Phi tặng bánh sinh nhật cho Viên Mai, tổ chức buổi tiệc này, nhưng cũng không thể chứng minh tình cảm vợ chồng hòa thuận của hai người họ. Nói cũng đúng, tình cảm là thứ không thể giả vờ được. Anh không quan tâm chúng ta có hay không. Mỗi lần em thấy ánh mắt của anh nhìn những đứa trẻ của người khác, trong lòng em thấy có lỗi lắm. Chúng ta có thể nhận nuôi mà. Ngày mai em sẽ đến tòa án nộp đơn ly hôn. Tôi ra ngoài một lát. Đội trưởng Âu, anh sao thế? Thấy chưa, hôm nay anh ấy làm sao đó? Mẹ, nếu là điện thoại của anh ấy thì nói con không có ở đây nha. Alo, anh tìm ai? Mẹ, con là Quang Từ đây. Bình Bình có ở nhà mẹ không? Con đợi một chút. Điện thoại của con rể, con thật sự không nghe sao? Không nghe. Nó không chịu nghe máy. Mẹ, mẹ nói với cô ấy, con có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy. Quang Từ à, hôm nay hai đứa cãi nhau, mẹ không biết lý do là gì. Bây giờ con đừng ép nó nữa, cứ để nó ở đây vài hôm. Hai đứa bình tĩnh hãy suy nghĩ, sau đó cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau được không? Dạ. Vậy mẹ nói với cô ấy, những lời hôm nay con nói với cô ấy hoàn toàn không có ý gì cả. Con xin lỗi cô ấy. Được rồi, mẹ sẽ nói lại nó. Quang Từ à, mẹ cũng muốn nói với con vài câu. Chuyện con cái thật ra là vì do quá để tâm đến tâm trạng của đối phương nên hai đứa mới căng thẳng như thế thôi. Thật ra điều này cũng là chuyện nhỏ thôi. Hai đứa suy nghĩ đi. Ban đầu hai đứa vì cái gì mà yêu nhau? Mẹ, mẹ nói đúng. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi nha. Đợi con làm xong chuyện bên này, con sẽ qua thăm mẹ. Được, con giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Đội trưởng Âu, Lưu Hồng muốn nói chuyện với anh. Cô ấy rất nóng lòng. Lưu Hồng, chị theo tôi. Đội trưởng Âu,
Các người có phải đã xem tôi là nghi phạm không? Tôi sẽ không gật đầu với mấy lời này của chị, nhưng cũng sẽ không lắc đầu. Tôi chỉ muốn nghe chị giải thích. Có phải Diên Mai đã kể cho các anh quan hệ giữa tôi và Diên Mai và Dương Á Phi không? Tôi thú nhận là tôi hận Diên Mai. Năm đó lúc còn học đại học, tôi từng quen Dương Á Phi, nhưng tôi quá lý trí, không đi quá với anh ta. Còn cô ấy lại dám lên giường với Dương Á Phi. Điều kiện gia đình lại tốt như thế, nên cuối cùng anh ta đã chọn về Diên Mai. Nói ra có thể các người cũng không tin, năm đó sau khi tôi và Dương Á Phi chia tay, tôi đã từng tự sát. Sau đó chồng tôi bây giờ của tôi đã cứu tôi. Nói thật là tôi gả cho ông ấy là vì tôi yêu ông ấy, vì tôi biết trong lòng tôi vẫn chưa quên được Dương Á Phi, càng không thể quên nỗi hận Diên Mai. Mấy năm nay thậm chí tôi còn muốn đi báo thù, nhưng hôm nay tôi đã từ bỏ. Sao chị lại nói như vậy? Nói thật là tôi nên cảm ơn cô gái gì đã chết kia. Lúc cô ấy xuất hiện, sau khi nhìn thấy phản ứng của Diên Mai và Dương Á Phi, tôi đã biết lời trù ẻo Diên Mai của tôi năm đó đã thành hiện thực. Cô gái này đã giúp tôi làm điều đó, thực hiện tâm nguyện báo thù của Diên Mai. Đội trưởng Âu, tôi không biết những lời tôi vừa nói có thể giúp tôi loại trừ hiềm nghi hay không, nhưng tôi xin các anh cho tôi gọi điện cho chồng. Cô muốn nói gì với anh ấy? Chồng tôi giờ đang ở bệnh viện, mấy ngày nữa anh ấy sẽ làm phẫu thuật tim. Muộn vậy rồi mà tôi vẫn chưa trở về, tôi sợ anh lo. Gọi rồi đây, phòng 402 khu đặc biệt bệnh viện nhân dân. Là em đây, anh khỏe chưa? Em đang ở nhà bạn à? Đúng vậy, bạn em nói lâu rồi mới gặp, nên kêu em ở lại một đêm với cổ. Nhưng em sợ anh lo. Không sao đâu, em cứ ở đó một đêm đi. Lão Tôn, mấy năm nay em đã không tốt với anh, em xin lỗi. Sau này em sẽ bù đắp cho anh. Em sao thế? Sao lại đột nhiên nói mấy chuyện này? Không sao, không còn sớm nữa, anh ngủ sớm đi nha. Tạm biệt. Lưu Hồng, tâm trạng của cô chúng tôi có thể hiểu, nhưng trước khi tìm ra hung thủ thực sự, cô vẫn phải chịu thiệt ở đây vài hôm rồi. Đội trưởng Âu, tôi chưa từng đụng tới cái bánh kem đó, sao lại hạ độc được? Tôi thấy tất cả mọi người ở đây hôm nay, khả năng giết người của Diên Mai là lớn nhất. Tại sao? Vì lúc đầu mọi người đều nói để Diên Mai ăn trái cherry đó. Á Phi, anh ở xa như vậy mà còn nhớ về sinh nhật của em. Trái cherry này phải dành cho anh mới đúng. Diên Mai biết rõ trong cherry có độc. Cô cho rằng Diên Mai muốn giết ai hả? Diên Mai là người có tính chiếm hữu lớn, cô ấy sẽ không nhận nhịn nhìn Dương Á Phi quen cô gái kia đâu. Tôi nghĩ nhất định cô ấy muốn giết Dương Á Phi. Theo những gì chúng tôi tìm hiểu, bây giờ có thể loại trừ hiềm nghi với Tần Hán Bân, Phùng Hoa, Lưu Hồng. Ba người có thể đi rồi. Dương Tổng, Diên Mai, chúng tôi xin phép đi trước. Cô mau về bệnh viện đi, chăm sóc cho chồng cô tốt nha. Cảm ơn. Sao các người lại thả Lưu Hồng? Chúng tôi thả Lưu Hồng
đương nhiên sẽ có lý do của nó. Lý do của chúng tôi bắt mọi người ở lại là vì muốn mọi người, lý do có dấu vân tay của mọi người ở trên bánh. Chúng tôi còn chưa đụng vào cái bánh mà. Đội trưởng Âu, người muốn giết tôi là người trong số những người này hay sao? Sao lại xui xẻo không biết? Chúng ta đến xin Dương Tổng niềm tình mà, sao vô duyên vô cớ lại trở thành nghi phạm giết người rồi? Diên Mai, cô nghĩ xem, sao tôi lại muốn giết cô chứ? Đúng đó, tôi nói này, người muốn giết cô chính là cô ta. Chú Thượng, chắc chú quên rồi nhỉ, mấy hôm trước ở phòng Dương Tổng, anh đã uy hiếp anh ấy. Theo tôi thấy, trái cherry có độc trên bánh là chú làm có đúng không? Là chú muốn giết Dương Á Phi. Mấy cậu đừng có tin lời cô gái đó nói. Mấy lời tôi nói ở phòng Dương Tổng chỉ là hù dọa thôi. Anh nghĩ đi, hôm nay trước lúc đến đây, tôi hoàn toàn không biết là sinh nhật của Diên Mai. Thì làm sao tôi chuẩn bị mọi thứ được chứ? Như là bỏ thuốc độc vào cherry rồi đổi tên bánh chứ. Vậy hôm nay anh đến đây để làm gì? Cậu đợi tôi nói hết đã. Ai đó? Quản lý tiểu khu. Đến ngay đây. Ai da? Sao lại là hai người? Sao thế? Không quan ngân à? Không phải ý đó. Ý tôi là dì Dung, không liên quan tới gì. Bọn tôi đến tìm Dương Á Phi có việc gấp, đừng gây sự. Lão Thượng, có chuyện gì à? Không, không phải Dương Tổng muốn đuổi tôi sao? Hôm nay tôi đến để thương thảo. Anh ấy đi công tác rồi. Công tác? Nhưng hôm nay về nè. Chuyện là sao? Có thể nói cho tôi nghe không? Xem thử tôi có thể giúp gì được hay không. Mời ông uống nước. Cảm ơn. Lão Thượng, rốt cuộc có chuyện gì thế? Tháng trước tôi trừ KPI của mấy người sale. Giống chuyện này tôi phải báo cáo với công ty. Chưa kịp nói thì đã có người báo với Dương Tổng rồi. Nên Dương Tổng muốn đuổi tôi. Tiểu Diên, người khác không hiểu tôi, nhưng lẽ nào cô cũng không hiểu tôi sao? Thượng trưởng Côn tôi mười mấy năm nay đều cống hiến cho xưởng thuốc Hoa Hải, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Các người không thể thấy tôi già rồi kiếm cớ đuổi tôi được. Chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu. Đợi Lão Dương về rồi chúng ta ngồi lại nói rõ. Như vậy là được chứ gì? Tiểu Diên, cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, chuyện làm đến bước này chắc chắn là cô Hứa Lan kia nói gì với Dương Tổng rồi. Đúng đó. Lão Thượng, anh nghĩ nhiều rồi đó. Tôi hiểu Hứa Lan, cô ấy không phải loại người này. Lão Thượng, anh không trách tôi lắm lời chứ? Không đâu, cô nói đi. Anh nhìn xem, anh ham chi chút tiền này, mấy việc anh làm ở công ty có phải nên sửa rồi không? Đúng đó, đúng đó. Tôi với A Phi đối với anh như thế nào, chắc anh là hiểu rõ nhất. Rất tốt. Hai người đối với tôi rất tốt. Sau này đừng gây phiền phức cho chúng tôi nữa. Được rồi. Những gì anh nói bây giờ không đủ là loại bỏ hiềm nghi. Điều tôi muốn biết là tại sao anh lại nói với Hứa Lan muốn giết Diên Mai? Trước khi tôi nói ra quan điểm của mình, các anh hãy hứa với tôi một chuyện. Anh nói thử xem. Thế này, 6 năm trước tôi và Hứa Lan có từng làm ăn với nhau, nhưng
Các anh nhất định phải giữ bí mật. Tôi đồng ý yêu cầu này của anh, nhưng anh phải đảm bảo những gì anh nói là sự thật. Tôi đảm bảo. Đây là chuyện cô ta đã âm mưu từ lâu. Xin mời ông vào trong. Cô Hứa, anh Thường, thứ tôi cần anh có mang đến không? Mang đến rồi. Anh Thường, 10 vạn đô này là số tiền tôi làm thêm ở Mỹ kiếm được. Anh nhận đi. Cô Hứa Lan ra giá cao như vậy, muốn tài liệu gì từ anh? Tài liệu thương nghiệp nội bộ của công ty Hoa Hải. Cô ta cần những tài liệu này làm gì? Cô ta muốn nghiên cứu Hoa Hải, sau đó xâm nhập vào Hoa Hải, đánh đổ Hoa Hải. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Cô Hứa, tôi biết cô vẫn luôn không cho tôi hỏi tại sao. Vì Hoa Hải vốn nên thuộc về nhà họ Hứa. Cái gì? Hoa Hải là của nhà họ Hứa sao? Anh xem, đây là tài liệu mở tiệm thuốc tổ tiên nhà họ Hứa để lại. Thời kỳ cải cách văn hóa, bố tôi là Xú Lão Cửu, lúc bị đánh cho vào chuồng bò. Lúc đó người sáng lập công ty Hoa Hải, Diên Đức Lộc, phụ trách trông giữ bố tôi. Ông ấy rất quan tâm bố tôi. Sau đó bố tôi bị ung thư, ông ấy liền đưa phương thuốc gia truyền chữa bệnh thận lại cho Diên Đức Lộc, dặn dò ông ta sau này có cơ hội gặp lại mẹ tôi thì cùng mẹ con tôi mở một xưởng thuốc. Nhưng sau đó ông ta đã chiếm hữu phương thuốc cho riêng mình và mở Hoa Hải. Mẹ con tôi tìm ông ta nói lý, nhưng ông ta không nghe. Mẹ tôi tức quá lâm bệnh, không lâu sau thì qua đời. Theo như anh nói, theo như anh nói thì Hứa Lan có động cơ giết người, nhưng cô ta không phải là người mua bánh kem, cũng không có thời gian gây án. Có, cô ta có thời gian gây án. Chị Duyên, 45 đóa hoa hồng này em chúc chị sinh nhật thật vui vẻ, xinh đẹp. Cảm ơn em Hứa Lan, em lúc nào cũng làm người khác bất ngờ hết. Cảm ơn chị Duyên đã khen ngợi. Chị Du à, mau mang bình cắm qua đến cho tôi. Chào chú Thượng. Hôm nay dì xinh đẹp quá, xem con khen gì kìa. Hôm nay nhiều đồ ăn thật. Bánh kem nhìn cũng đẹp thế. Em rất thích ăn cherry. Chị Duyên ơi, lát nữa cho em trái cherry này nha. Em là con ma đói à? Khách mời còn chưa đến đủ mà. Mau đầy bánh kem lại đi. Em tham ăn quá đi đấy.
Từ lúc Hứa Lan mở hộp bánh kem đến khi Diên Mai đến đóng lại là khoảng bao lâu? 2 phút. Những gì anh nói bây giờ có phải là để chứng minh bản thân trong sạch hay không? Tôi hy vọng lương tâm mình được thanh thản một chút. Sao anh lại nói như vậy? Năm đó tôi và cha của Diên Mai cũng thành lập Hoa Mai. Ông ấy rất quan tâm tôi và người nhà của tôi. Nhưng tôi lại vì 10 vạn đô đó lại bán đứng sản nghiệp của Diên gia. Lương tâm của tôi cứ cắn đứt mãi. Hôm nay cũng có cơ hội được nói ra. Chúng ta có thể về rồi sao? Im miệng đi. Hứa Lan, cô lên đây một chút. Giám đốc Hứa, những gì cô viết tôi đã xem qua mấy lần. Cô viết hay lắm. Vậy đội trưởng Âu có phát hiện gì từ bài viết của tôi sao? Nói thật thì xem xong bài viết của cô, tôi cũng loại trừ khả năng của cô là người gây án. Nghe như ý anh muốn nói là bây giờ anh đã xem tôi là nghi phạm số 1 rồi sao? Với sự thông minh tài trí của giám đốc Hứa đây, chắc có thể biết được ban nãy Thượng Tử Côn đã nói những gì rồi. Đội trưởng Âu, nói thật thì mấy lời tôi nói với Thượng Tướng Côn ban nãy chỉ là lời nói lúc tức giận thôi. Anh có thể không xem là thật, nhưng những lời anh Thượng Tướng Côn nói về tôi thì lại có ý muốn báo thù. Sao ông ta lại muốn báo thù cô? Vì ông ta luôn cho rằng địa vị tôi có được ở Hoa Hải ngày hôm nay của tôi là do lợi dụng ông ta mà có. Ngoài ra ông ta còn nghi ngờ chuyện ông ta ăn bớt hoa hồng, cắt giảm sale là do tôi nói lại với anh Dương Á Phi. Giám đốc Hứa, theo những gì tôi biết, ban đầu cô về Hoa Hải không phải gia nhập Hoa Hải là muốn đòi lại công bằng cho nhà họ Hứa các cô. Cô hãy trả lời thành thật cho tôi biết, bây giờ cô không ngừng giúp Hoa Hải mở rộng thị trường ra nước ngoài, đây có phải là một phần trong kế hoạch báo thù của cô hay không? Không sai. Nhưng tôi đã từ bỏ việc báo thù này từ sớm rồi. Tại sao cô lại từ bỏ? Sau khi tôi vào Hoa Hải, với quan hệ của tôi và người nước ngoài, tôi đã nhanh chóng giúp Hoa Hải mở rộng thị trường ra quốc tế, còn giành được sự tin tưởng tuyệt đối của Dương Á Phi. Đương nhiên, mục đích cuối cùng của tôi là muốn thông qua việc nắm giữ thị trường nước ngoài của Hoa Hải để đạt được mục đích lật đổ Hoa Hải. Nhưng trong quá trình làm việc ở Hoa Hải, một hôm tôi đột nhiên nhận ra Hoa Hải bây giờ không còn thuộc về Diên gia nữa, cũng không phải là của Hứa gia. Nó đã trở thành biểu tượng của doanh nghiệp Trung Quốc. Với cả tôi cũng đã yêu anh ấy. Sao hôm nay Dương tổng của chúng ta lại đích thân đến đây thế này? Cô giúp tôi mở rộng thị trường sang Mỹ, cô đã lập công lớn như vậy, tôi có thể không tự mình đến mừng cô khai hoàng sao? Vậy Dương tổng tính thưởng cho tôi như thế nào đây? Tạm thời giữ bí mật. Hứa Lan, tôi thay công ty kính cô một ly. Cảm ơn Dương tổng. Cái này là phần thưởng đặc biệt công ty tặng cho cô. Tôi không muốn thứ này. Vậy cô muốn gì? Tình yêu của anh. Hứa Lan,
Đừng đùa giỡn nữa được không? Tôi không đùa, tôi nghiêm túc đó. Cô biết đấy, Dương Á Phi tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ Diên Mai ủng hộ. Tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy đâu. Cũng mong cô quên đi những lời vừa nãy cô nói. Không ngờ Dương Tổng là người có trách nhiệm như vậy. Dương Tổng, nhưng mà tôi... Hứa Lan, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Tất cả những gì tôi làm cho công ty không phải là vì cái này. Nói thật, sau này nghĩ lại, lý do Dương Á Phi từ chối tôi không chỉ không hận anh ấy mà còn kính phục anh ấy. Tại sao? Bây giờ số đàn ông có trách nhiệm với gia đình và con cái ngày càng ít đi. Đau lòng quá nhiều nên tôi đã quyết định rời khỏi Hoa Hải. Vậy sao cô vẫn chưa rời đi? Em không biết, chị kêu em đến có việc gì không? Em xem hợp đồng này trước đi. Sao lại đem 20%+ qua hải cho em chứ? Anh ấy đã nói cho chị nghi lý do em muốn rời khỏi Hoa Hải. Chị nghĩ một hồi lâu, chị nghĩ chắc là chị có cách này mới giữ được em ở lại. Em không cần nói gì đâu. Thật ra tất cả những chỗ này đều thuộc về em. Em không hiểu ý của chị. Thật ra em vào Hoa Hải không lâu, chị đã biết mục đích của em vào công ty. Sao chị biết được? Miễn là nữ nhân bên cạnh Dương Á Phi, chị đều nghĩ cách tìm hiểu rõ. Nếu đã như vậy, sao chị còn muốn giữ em lại? Vì chị thấy em không phải là cô gái bình thường. Hứa Lan, hãy quên những ân oán trong quá khứ đi. Hoa Hải thật sự cần em. Chị Duyên, từ đó tôi và Diên Mai trở thành bạn tốt của nhau. Tình cảm của tôi và Dương Á Phi cũng dần nhạt đi. Một hôm, Diên Mai đột nhiên gọi điện cho tôi. Cô gái này là ai chứ? Một y tá trong bệnh viện điều dưỡng. Vậy cô ta và Dương Tổng, hai người họ đã đến bên nhau gần 3 năm rồi. Lúc đầu tôi đột nhiên hiểu ra lý do thật sự Dương Á Phi từ chối tôi. Nói thật, tôi có chút cảm thấy bị lừa dối. Diên Mai nói với cô ấy đã xử lý việc này như thế nào chưa? Chị Diên, chị định thế nào? Chị muốn ly hôn với anh ấy. Chị làm vậy thì cái giá phải trả hơi lớn đó. Sao lại làm như vậy được? Hôm nay chị gọi em đến là muốn bàn với em. Chỉ có em mới giúp được chị thôi. Chị Duyên, chị yên tâm đi.
Chỉ cần là việc Hứa Lan em có thể giúp được thì em sẽ hết lòng giúp chị. Không phải em có 20% cổ phần của Hoa Hải sao? Đây là chị cho em mà. Ý của chị là năm đó Dương Á Phi cưới chị vì để chứng minh anh ta không nhắm vào tài sản của chị. Anh ta đã chủ động hứa với chị dùng sự nỗ lực làm việc của anh ta đòi lấy 40% cổ phần của công ty. Nhưng nếu anh ta không có công việc này, em hiểu rồi. Ý chị là muốn em đứng về phía của chị, bãi nhiệm anh ta ở cuộc họp cổ đông, sau đó chị sẽ ly hôn với anh ta. Đúng. Sau đó sao lại không ly hôn nữa? Theo những gì Diên Mai nói với tôi, Dương Á Phi hứa với chị ấy, anh ta sẽ cắt đứt quan hệ với Tô Tiểu Nhã, với cả con gái hai người, cứ uy hiếp họ. Nếu họ ly hôn, cô bé sẽ tự sát. Nhưng tôi thấy Diên Mai thực tế không thể rời khỏi Dương Á Phi. Cô thấy sao về sự việc hôm nay? Đội trưởng Âu, anh hỏi vậy có phải là đã loại bỏ hiềm nghi với tôi rồi không? Hãy nói theo những gì cô hiểu đi. Hôm nay không phải Diên Mai muốn giết Dương Á Phi, là Dương Á Phi muốn giết Diên Mai. Tô Tiểu Nhã chẳng qua chỉ là kẻ thế thân thôi. Chúc mừng sinh nhật chị. Hoa hồng đẹp quá đi. Cảm ơn anh đi. Xin lỗi anh đã đến trễ. Không sao. Có trách thì trách em đến sớm quá thôi. Xin hỏi anh còn gọi món gì ạ? Như cũ đi. Cảm ơn. Gì vậy chứ? Đưa tay cho anh. Anh biết xem tướng từ bao giờ thế? Vừa mới học được đó. Em gả cho anh nha. Anh nói gì cơ? Anh muốn em gả cho anh. Xin lỗi anh đi. Bây giờ em vẫn chưa nhận nó được. Theo những gì cô biết thì Diên Mai có biết việc Dương Á Phi và Tô Tiểu Nhã còn âm thầm qua lại không? Đội trưởng Âu, đây là chuyện làm tôi hối hận suốt đời. Đúng là tuổi tác chẳng tha cho ai. Sao thế? Hôm nay em cứ không vui như thế nào ấy. Chị Duyên, chị đã tha thứ cho Dương Tổng rồi sao? Anh ấy thề với chị là cắt đứt quan hệ với Tô Tiểu Nhã kia rồi. Em nói xem chị phải làm sao. Sao em lại hỏi chuyện này? Có phải có chuyện gì giấu chị không? Chị Duyên, em nói đi. Hoàn toàn không có chuyện cắt đứt quan hệ đâu. Sao em biết? Mấy hôm trước em và bạn trai ở quán cà phê đã gặp họ. Ngày mai chị sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà. Cái gì mà đuổi khỏi nhà chứ? Anh đi ở bộ phận kinh doanh nước ngoài của chúng ta, mấy hôm trước còn nói với em tài khoản ở Mỹ của Dương Tổng đã gửi vào một số tiền lớn cho mình rồi. Sao giờ em mới nói với chị? Chị Duyên, chị nói xem chuyện này em mở miệng với chị được sao? Sao giờ em mới nói chuyện với chị chứ? Thứ mà chị không có được, người khác cũng đừng hòng có được.
Hôm nay sau khi cô đến đây, có phải đã đòi ăn quả cherry trên bánh không? Không chỉ đòi, mà còn đòi ăn đến tận 2 lần. Bánh kem đẹp quá đi. Em rất thích ăn cherry. Chị Duyên, lát nữa cho em quả cherry này nha. Chị Duyên, ban nãy em đã nói rồi đấy, trái cherry này là của em nha. Theo động cơ và thời gian gây án, Duyên Mai có thể ung dung giết Dương Á Phi. Nhưng ban nãy cô lại nói Dương Á Phi cũng có khả năng muốn giết Duyên Mai. Lý do Dương Á Phong muốn giết Duyên Mai đầy đủ hơn chiều ngược lại. Anh nghĩ đi, sau khi Duyên Mai chết, Dương Á Phi vừa có được Hoa Hải, vừa có được người đẹp. Nhưng bây giờ tôi đã bác bỏ khả năng Dương Á Phi gây án. Tại sao? Vì anh ta không có thời gian gây án. Giám đốc Hứa, cảm ơn những bằng chứng cô đã cung cấp. Sau khi phá được án, tôi mời cô đi ăn cơm nha. Anh nói vậy là đã không xem tôi là nghi phạm nữa rồi sao? Vẫn là câu hỏi đó. Theo những gì cô hiểu đi. Chị Duyên, Dương tổng, tạm biệt. Đội trưởng Âu, cậu tin lời người phụ nữ kia nói sao? Đúng vậy. Đồng thời tôi cũng tin những gì anh nói. Chuyện gì thế này? Anh Thường, bây giờ mời anh và vợ anh rời khỏi đây. Bọn tôi được loại bỏ tình nghi rồi sao? Đúng vậy. Mau mau, túi của em. Cảm ơn nha. Không có gì. Đội trưởng Âu, Hứa Lan kia, anh phải cảm ơn cô Hứa Lan đi. Cô ta nói gì với anh thế? Đây là bí mật giữa tôi và cô ấy. Được rồi, cảm ơn nha. Không có gì. Đội trưởng Âu, lẽ nào là họ muốn giết tôi sao? Cũng không loại bỏ khả năng chị muốn giết một trong số họ. Anh có ý gì? Anh nghi ngờ tôi là tội phạm sao? Duyên Mai, theo những gì chúng tôi điều tra được, hôm nay chỉ có chị mới có đủ thời gian trao đổi trái cherry trên bánh. Vậy còn dì Du thì sao? Dì ấy cũng ở nhà mà. Không, không có. Bà chủ, tôi đã phục vụ nhà bà 2 đời rồi, sao tôi lại có thể làm chuyện như vậy được? Dì Du, dì đừng vội. Chị Duyên đã chứng minh dì không có thời gian gây án rồi. Duyên Mai, đây là những gì chị viết cho dì Du. Dì đã chứng minh dì Du sau khi nhận bánh kem và sau khi đi siêu thị cùng chị, dì ấy đã đến bệnh viện thăm bà con. Mà người bà con đó và nhân viên bệnh viện đã làm chứng trong khoảng thời gian này, dì Du đã hoàn toàn ở bệnh viện. Chị nói xem, dì ấy có thời gian gây án không? Chị còn nhớ ống kim tiêm này không? Không, tôi không biết. Chắc trong quả cherry dẫn đến cái chết của Tô Tiểu Nhã là do cái ống kim tiêm này tiêm vào. Ngoài ra, chúng tôi còn hỏi người ở tổ xử lý rác khu này, nhân viên vệ sinh tiểu khu đều xử lý rác vào 12 giờ trưa và 6 giờ tối. Và cái ống kim tiêm này đến bãi rác vào đúng khoảng giữa 12 giờ và 6 giờ tối. Chỉ có chị mới có thể tiếp xúc với cái bánh kem đó. Đội trưởng Âu, tôi biết. Theo như logic của các anh sẽ cho rằng chồng tôi và Tô Tiểu Nhiên có tư tình, nên nghi ngờ tôi có động cơ giết người.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết cô ta sẽ đến. Thì sao mà giết cô ta được? Theo như những gì ban đầu chị nói, Tô Tiểu Nhã chỉ là người chết thay thôi. Người mà chị thực sự muốn giết là chồng của chị, Dương Á Phi. Đội trưởng Âu, logic của các anh không chỉ mạnh mà còn rất biết tưởng tượng nữa. Tôi và chồng của tôi quả thật muốn ly hôn vì Tô Tiểu Nhã, nhưng bây giờ chúng tôi đã làm lành rồi. Nhưng tại sao tôi lại giết anh ấy? Diên Mai, Tiểu Hách, nghe điện thoại đi. Alo. Đội trưởng Âu, tìm anh này. Alo, ai đó? Đội trưởng Âu sao? Tôi muốn nói vài lời với Diên Mai được không? Được. Diên Mai, là điện thoại của Hứa Lan tìm chị đó. Hứa Lan, có chuyện gì sao? Chị Diên, em đã nói hết những gì em biết với đội trưởng Âu rồi. Chị tha lỗi cho em nha. Chị biết rồi. Đội trưởng Âu, tôi có thể đi về xin được hay không? Được. Đại mã, ngăn chị ta lại. Mở cửa. Mở cửa. Đội trưởng Âu, tôi vốn định cùng chết với anh ta. Đội trưởng Âu, đội trưởng Âu, cục trưởng nói thế nào? Còn nói thế nào nữa? Nghi phạm đã tự sát tại hiện trường, ngoài việc phải kiểm tra thì chẳng còn gì nữa. Được rồi, tiền thưởng tháng này mất hết rồi đó. Vào đi. Đội trưởng Âu, dì Du ở nhà Diên Mai nói chị muốn gặp anh. Dì Du, được, cho dì ấy vào. Đội trưởng Âu sao? Tôi là dì Du đây. Chào dì Du. Đội trưởng Âu, nhà bà tôi chết oan uổng quá. Dì Du, dì đừng quá đau lòng. Có chuyện gì dì cứ từ từ nói. Mọi chuyện ngày hôm qua đều do Dương Á Phi làm. Dì Du, dì có căn cứ gì không? Có. Trưa hôm qua tôi đã gặp Dương Á Phi ở tiểu khu. Ông ấy còn nói với tôi không được nói chuyện gặp ông ấy cho người khác.
rồi nhét cho tôi 2.000 tệ. Bây giờ dì đang ở đâu? Tôi đang ở phòng khách của nhà họ. Một mình dì thôi sao? Ông ấy đi xử lý hậu sự cho bà rồi. Dì Du, để đảm bảo an toàn, tôi hy vọng dì mau rời khỏi đó đi. Tiểu Hách, cậu mau đến điều tra cho tôi. Trong số chuyến bay ngày hôm qua, có chuyện nào có Dương Á Phi không? Hôm qua à? Được, sao vậy sếp? Có chuyện gì à? Đừng nói nhiều nữa, mau cùng tôi đến tiểu khu Đào Nguyên. Được. Dì Du ơi, dì Du ơi, điện thoại của Tiểu Hách. Tiểu Hách, tôi Đà Mã đây, nói đi. Được rồi, tôi biết rồi. Đội trưởng Âu, Tiểu Hách đã điều tra ra Dương Á Phi đi chuyến bay từ ngày 17, sau khi về đến hải quan lại bay về chuyến ngày 18. Dương Á Phi hoàn toàn có thời gian gây án. Dì Du, ông về rồi à? Dì đi đâu thế? Vừa nãy ở quê gọi tới, nói có người bà con của tôi mới mất, bọn họ muốn tôi về một chuyến. Tôi đang định gọi điện thoại cho ông đây. Dì đi bao lâu? Khoảng 10 ngày. Xong việc tôi về. Được. Nếu dì cần tiền thì cứ nói với tôi. Cảm ơn ông. Tôi không cần đâu. Ông chủ, mấy ngày tới ông tự chăm sóc cho mình nha. Tạm biệt. Dì đợi đã. Đội trưởng Âu, có chuyện này tôi không nghĩ ra. Nếu người tìm độc vào trái cherry là Dương Á Phi, vậy hôm qua tại sao Dương Mai lại tự sát? Có lẽ như Hứa Lan nói, hai người họ đều có khả năng giết đối phương. Dì Du, ban nãy dì gọi điện cho ai đó? Tôi gọi về cho bà con ở quê. Số ở quê hình như là 7 số. Dì gạt ai thế? Dì đã gọi cho cục cảnh sát à? Dì đã nói gì với đội trưởng Âu? Tôi nói ông hại chết bà chủ. Ông đi chết đi. Tôi cho bà chết. Ông đừng qua đây, ông muốn làm gì? Cứu mạng. Trung tâm quản lý, tôi là nhân viên tuần tra số 3. Nhà A có vấn đề, mau đến cứu viện. Đại Mã, nhà họ có chuyện rồi. Cứu mạng. Dương Á Phi, anh làm gì đó? Dừng tay. Dương Á Phi, Dương Á Phi, hôm nay chúng tôi muốn
xác nhận với anh liên quan đến một vài vấn đề hình sự. Hy vọng anh có thể thành thật trả lời. Được. Anh hãy nhớ lại lúc anh tìm Siano vào trái cherry. Trong ấn tượng của anh, trái cherry đó là mứt hay tươi? Là mức. Anh dám khẳng định đó là mức không? Tôi khẳng định đó là mức. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Tôi hy vọng những gì anh nói là thật. Đội trưởng Âu, vụ án cuối cùng cũng kết thúc. Quy tắc cũ thì khi nào mới được đến nhà của anh ăn cơm của chị dâu nấu đây? Anh nói xem tòa sẽ phán Dương Á Phi như thế nào đây? Hắn vốn muốn giết Diên Mai, nhưng lại bị Diên Mai đổi ngay trái cherry đó. Điều thú vị nhất, hai người họ không giết được đối phương, mà Tô Tiểu Nhã là người chết thay. Cô nói xem, hai người này nếu sớm đã hết tình cảm, nhưng chuyện giết người lại nghĩ giống nhau. Tôi thấy bất luận thế nào thì vụ án này cũng do Tô Tiểu Nhã mà ra. Tôi không đồng ý quan điểm này của cô đâu. Tôi thấy mấu chốt là do nền tảng hôn nhân của hai người kia có vấn đề. Đại Mã, anh thấy cuộc hôn nhân như thế nào mới bền chặt? Thì hai người ước hẹn sau khi chết vẫn chôn chung một nguyệt. Anh mơ mộng quá rồi đó. Đại Mã, bây giờ tôi có việc quan trọng muốn giao cho cậu. Được, chúng tôi tự về được. Đại Mã, anh nói xem đội trưởng Âu của chúng ta mấy hôm nay. Tôi thấy vợ chồng đội trưởng Âu có vấn đề rồi. Cô ơi, tôi muốn lấy cái này. Được rồi, anh đợi xíu.